Vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Chelsea đã chi ra tổng cộng 467,8 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Liên tiếp những bản hợp đồng đắt giá được The Blue mang về như Moses Caicedo 116 triệu euro, Romeo Lavia 62,1 triệu euro, Christopher Nkunku 60 triệu euro. Nhưng cho đến hiện tại thì những gì mà Chelsea thể hiện là vô cùng đáng thất vọng khi họ chỉ có thể đứng ở giữa bảng xếp hạng. Có lẽ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Todd Boehly sẽ tiếp tục móc hầu bảo để chiêu mộ thêm các tân binh về với Stamford Bridge. Vậy đâu là những cái tên mà Chelsea sẽ có thể mang về vào thời điểm này? Vị trí mà Chelsea cần bổ sung vào lúc này là tiền đạo cắm. Những Armando Broja hay Nicolas Jackson đều đang thể hiện dưới mức kỳ vọng. Về phần mình, Broja đã cho thấy phong độ sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi dính chấn thương nặng và khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm. Cảm giác bóng của tiền đạo người Albany là không tốt. Nhiều tình huống ở trên sân, anh có cơ hội ghi bàn 10-10 nhưng lại xử lý quá vụng về khiến bỏ lỡ các cơ hội. Dù khá hơn Broja với 8 pha lập công mùa này, nhưng Jackson vẫn thi đấu dưới mức kỳ vọng của người hâm mộ. Trận đấu với Wolverhampton cuối tuần trước là một ví dụ điển hình. Những pha đỡ bước 1 hay xử lý khó hiểu khiến Chelsea đã phải nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2. Chính sự bất ổn ở mặt trận tấn công là một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 11 hiện tại. Thế nên họ cần phải gấp rút bổ sung một tiền đạo cắm đủ chất lượng vào thời điểm này. Victor Osimhen là cái tên mà Chelsea có thể nhắm đến. Cầu thủ người Nigeria có mối quan hệ không tốt với ban lãnh đạo câu lạc bộ Napoli trong mùa giải khiến người đại diện của Osimhen gấp rút tìm kiếm cho thân chủ của mình một câu lạc bộ mới. Dù vậy, mối quan hệ giữa cả hai dường như đã tốt lên trong thời gian gần đây khi tiền đạo 24 tuổi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2026 vào tháng 12 vừa qua. Đây rõ ràng là thông tin không vui The Blues khi điều này đồng nghĩa với việc mức phí chuyển nhượng của Osimhen sẽ tăng lên khá nhiều. Cái khó trong thương vụ này là Napoli sẽ không đồng ý bán Osimhen bất cứ giá nào vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thế nên nếu Chelsea muốn sở hữu chữ ký của vua phá lưới Serie A mùa trước thì họ buộc phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi. Con số được báo chí đồn đoán là rơi vào khoảng gần 150 triệu euro. Con số đáng để ban lãnh đạo Chelsea phải tỏ ra e ngại. Bởi mùa hè vừa qua, cộng thêm với kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi đến hơn 800 triệu euro. Nếu tiếp tục mua sắm với cái giá trên trời như vậy, rất có thể câu lạc bộ sẽ bị UEFA sờ gáy về luật công bằng tài chính. Cái tên khác có thể nhắm tới trong trường hợp không thể chiêu mộ Osimhen là Ivan Toni. Mặc dù vậy, khả năng thành công trong thương vụ này là khá thấp khi Brentford không quá mặn mà trong việc bán anh vào giữa mùa giải. Thêm vào đó, Chelsea sẽ phải cạnh tranh gắt gao cùng với Arsenal khi pháo thủ thành London cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 28 tuổi. Victor Gyokeres cũng là một cái tên mà Chelsea rất đáng để quan tâm. Tiền đạo người Thụy Điển đang chơi rất hay trong màu áo của Sporting Lisbon. Ở mùa này thì anh đã ghi được 17 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù vậy, Chelsea phải cân nhắc rất kỹ về thương vụ này khi mà câu lạc bộ Bologna thường thì sẽ ép giá các đội bóng ở ngoài hạng Anh. Điển hình như Benfica đã ép giá Darwin Nunes lên đến 75 triệu euro. Nhưng những gì mà tiền đạo Uruguay làm được tại sân Anfield hiện tại vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với mức giá đó. Vị trí tiếp theo mà Chelsea cần phải lưu tâm đó là vị trí hậu vệ phải, nơi mà đáng lẽ thuộc về đội trưởng Ray James. Nhưng cầu thủ 24 tuổi lại liên tục dính chấn thương khiến các cổ động viên phải lắc đầu ngao ngán. Mới đây thì James lại tiếp tục gặp phải những vấn đề nhất định và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Có lẽ Chelsea nên bổ sung ngay lập tức khi Malo Gusto đang thể hiện không quá ấn tượng khi thay thế vị trí đội trưởng đội bóng. Nhưng cái băn khoăn là liệu họ chỉ muốn mua theo diện chữa cháy hay sẽ chi khủng để mua một hậu vệ chất lượng. Bởi khi Rick James lành lặn thì vị trí này nghiễm nhiên sẽ thuộc về anh. Nhưng với lịch sử chấn thương dày đặc như vậy, chẳng biết khi nào James mới có thể lành lặn và thi đấu ổn định được. Nếu thực sự nghiêm túc đầu tư cho tương lai, Chelsea có thể cân nhắc đến trường hợp của Jeremy Frimpong của Bayer Leverkusen. Cầu thủ người Hà Lan đã là một trong những wingback xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải năm nay. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Frimpong là mối đe dọa tiềm tàng với hành lang cánh phải. Điểm mạnh nhất của cầu thủ sinh năm 2000 là khả năng quấy rối hàng phòng ngự. Dù thể hình nhỏ nhưng sức tì đè của Frimpong là khá tốt. Anh tận dụng được lợi thế của bản thân để thực hiện những pha bứt tốc và tung ra những đường chuyền vào vòng cấm. Mùa giải này, Frimpong đóng góp 10 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Khi cần, anh cũng có thể tự mình ghi bàn với bộ kỹ năng dứt điểm khá ổn. Không phải ngẫu nhiên mà Frimpong đã có tới 7 pha lập công cho Leverkusen ở thời điểm này. Frimpong đã được định giá là 50 triệu euro trên Transfermarkt, nhưng nếu muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ 23 tuổi, Chelsea sẽ phải bỏ ra không dưới 60 triệu euro khi hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Bay Arena còn thời hạn đến mùa hè năm 2028. Tiền là một chuyện, liệu có thuyết phục được Leverkusen nhà người hay không thì là chuyện khác. Khi đoàn quân của huấn luyện viên Xabi đang cạnh tranh với Bayern Munich cho chiếc đĩa bạc Bundesliga. Mất đi Frimpong vào giữa mùa giải thì sẽ là thiệt thòi rất lớn, nhưng nếu thật sự nghiêm túc thì thương vụ này rất đáng để thử. Tiếp theo là vị trí người gác đền. Với chấn thương của Robert Sanchez, Dode Petrovic là người bắt chính thay cho thủ môn người Tây Ban Nha. Nhưng nếu về lâu về dài, Chelsea cần một thủ môn đủ kinh nghiệm tại ngoại hạng Anh và Aaron Ramsdale là cái tên không thể nào phù hợp hơn. David Raya đến Emirates khiến Ramsdale chỉ còn là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ của Arsenal. Dù vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng với việc thời gian ra sân đang dần ít đi, Ramsdale có thể cân nhắc rời Arsenal để chuyển sang Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Khi mà Euro 2024 đang đến rất gần, Ramsdale cần ra sân để thể hiện bản thân và chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Gareth Southgate. Bằng không thì anh sẽ phải xem Euro qua màn hình TV. Thêm một tiền đạo cánh nữa thì sao nhỉ? Chelsea hiện đang có những cái tên như Raheem Sterling, Mikhailo Mudryk và Cole Palmer. Trong số 3 cái tên kể trên chỉ có Cole Palmer là đang thi đấu khá ổn định. Sterling thì trận hay trận dở. Về phía Mudryk thì chẳng có gì để nói nữa. Cầu thủ người Ukraine gia nhập Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, nhưng đến nay anh chỉ mới có được 3 pha lập công cho The Blues. Chính điều này ban lãnh đạo câu lạc bộ có thể tìm thêm một cái tên nữa để gia tăng sức cạnh tranh của các cầu thủ. Jadon Sancho đang được Chelsea nhắm tới như một mục tiêu tiềm năng. Cầu thủ 23 tuổi đã không ra sân kể từ đầu tháng 9 vừa qua do những xung đột với huấn luyện viên Erik ten Hag, nhưng không thể phủ nhận rằng tài năng của Sancho là rất lớn. Với việc Man United gần như sẽ bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, thì Chelsea hoàn toàn có thể mang Sancho về với đội bóng. Năng lực của anh đã được chứng minh. Cái mà Sancho cần bây giờ là một đội bóng và môi trường thi đấu thích hợp để anh tìm lại được chính mình trong màu áo Dortmund. Nhìn chung, Chelsea đang cần bổ sung nhân lực khá nhiều vị trí, giải đều từ hàng thủ đến hàng công. Với tình hình chấn thương dày đặc như hiện tại thì đó là điều không thể tránh khỏi. Chẳng ai muốn cứ phải liên tục mang thêm những con người mới về cả, vì vậy sẽ rất khó lòng để họ có thể thích ứng với chiến thuật của huấn luyện viên ngay lập tức. Nhìn chung, cách triển khai chiến thuật cũng như tổ chức của Chelsea không hề tệ ở mùa giải này. Những cái họ thiếu là những pha phối hợp dẫn đến bàn thắng quyết định, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ. Liên tục những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ một cách khó hiểu, khiến người xem bình tĩnh nhất cũng phải tỏ ra ức chế. Dù sao thì vị trí tiền đạo nên ưu tiên mua hơn của Chelsea, khi nơi đây mới chính là tử huyệt của đội bóng phía Tây London. Chelsea đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, kém top 4 đến 14 điểm. Có lẽ giấc mơ Champions League của đoàn quân huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ tạm khép lại ở mùa giải này. Nhưng không vì thế mà họ sẽ thi đấu với thái độ buông xuôi. Vẫn còn một đấu trường mà Chelsea có thể hy vọng, đó là Carabao Cup, nơi The Blues đã tiến đến vòng bán kết. Nhiều khả năng họ sẽ đối đầu với Liverpool trong trận chung kết. Đây có thể được coi là cứu cánh cho một mùa giải thất bại của Chelsea. Nhưng dù sao, với những cầu thủ trẻ và vô cùng tiềm năng hiện tại, việc Chelsea quay trở lại đúng quỹ đạo của mình cũng là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Cái mà họ cần lúc này là những cái tên nào sẽ đem về sân Stamford Bridge để chiến đấu cho những mục tiêu còn sót lại ở mùa này trước khi nghĩ đến chuyện làm lại ở những mùa giải tiếp theo.